chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Mình là Lại Nguyễn và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cũng như là chia sẻ đến quý anh chị và các bạn một cái vấn đề, đó là làm thế nào để video của quý anh chị và các bạn luôn ở độ phân giải Full HD khi mà quý anh chị và các bạn xuất lên một cái mạng xã hội nào đó, ví dụ như là YouTube hoặc là Vimeo. Thì khi mà quý anh chị và các bạn import cái video vào Camtasia Studio 9.1, ở đây mình đang dùng là phiên bản 9.1, và đưa video xuống timeline, thì lúc này trên khung review của quý anh chị và các bạn hiển thị độ phân giải tương đương với cái độ phân giải mà quý anh chị và các bạn đưa cái video đầu vào, ví dụ như mình ở đây. Độ phân giải video của mình đang ở độ phân giải là 1280x720. Đây là độ phân giải full, không phải, đây là độ phân giải HD thôi. Nó chưa có được Full HD. Lý do là cái vấn đề ở cái khung review này. Tại vì khi mà quý chị và các bạn đưa video vào timeline thì cái khung review này nó nhận diện đúng với cái độ phân giải mà video của anh chị đưa vào. Ví dụ như độ phân giải của anh chị là 480 thì nó nhận là 480, 720 thì nó nhận là 720. Còn nếu mà quý chị và các bạn muốn cái video của anh chị và các bạn sau khi render nó ra thành một cái video Full HD thì chúng ta chọn cái mục đó là rồi setting và đẩy lên, chúng ta thấy cái phần đó là 1080 HD. Đây chính là độ phân giải Full HD khi mà quý chị và các bạn upload video lên YouTube, thì cái mạng xã hội YouTube nó sẽ nhận diện cái video của quý chị và các bạn ở độ phân giải Full HD. Thì ngay lập tức chúng ta thấy khung review của chúng ta lớn hơn so với video, thì điều đó có nghĩa là video của bạn nhỏ hơn độ phân giải Full HD rồi. Cái video đầu vào á, thì lúc này quý anh chị và các bạn bấm chuột phải và chọn Cam to Fit để cho cái video của anh chị và các bạn vừa với cái khung review. Sau đó thì quý anh chị và các bạn bấm vào Save Local File và chọn cái phần MP4 Only Up to 1080p. Thì lúc này video của quý anh chị và các bạn render ra, đảm bảo rằng YouTube sẽ hiểu rằng video của quý anh chị và các bạn ở độ phân giải Full HD. Thì điều đó video của quý anh chị sẽ rất là chất lượng. Tuy nhiên có một cái điều nữa, khi mà chúng ta render ra rồi thì chúng ta tắt cái chương trình, và ở lần khởi động tiếp theo chúng ta cần phải dựng một cái video khác, thì chúng ta lại gặp một cái vấn đề là chúng ta phải đưa cái độ phân giải, cái khung review nó trở về Full HD một lần nữa. Thì như vậy, đây quý anh chị xem, giả sử ở đây mình có cái clip tương tự như lúc nãy và chúng ta import lại và đưa xuống timeline, thì lúc này chúng ta lại phải làm một lần nữa, lại chuyển về Full HD một lần nữa. Tại sao chúng ta không thiết lập cái độ phân giải Full HD cho khung review thành chế độ mặc định luôn? Đây mới chính là cái bài hướng dẫn của chị và các bạn làm điều này. Còn nãy giờ thì mình chỉ giải thích cho quý chị và các bạn tại sao video của quý chị và các bạn không hiển thị Full HD trên kênh YouTube. Hơi dài dòng ha. Rồi, để quy chuẩn lại cái khung review của quý chị và các bạn ở độ phân giải Full HD thì chúng ta làm những bước sau đây. Đầu tiên quý chị và các bạn vào cái mục đó là Edit. Chúng ta chọn cái phần, cái lệnh cuối cùng đó là Referency. Quý chị và các bạn bấm vào đây thì chúng ta sẽ được một cái bảng này. Tại cái bảng này thì chúng ta chuyển sang cái tab đó là Canvas. Ở đây mặc định chúng ta có độ phân giải đó là Maximum 1080p HD. Bây giờ chúng ta sổ xuống và quy chuẩn lại cái phần ngay chỗ cái mục đó là Wireframe 16:9. Chúng ta thấy có cái mục đó là 1080p HD. Thì chúng ta bấm vào đây, thì chúng ta chỉnh lại cái thông số này, sau đó OK. Thì lúc này quý anh chị và các bạn sẽ tắt cái chương trình đi để cho nó nhận diện cái thông số mà chúng ta vừa điều chỉnh. Thì sau đó, sau khi chúng ta khởi động lại thì những thiết lập mà chúng ta đã làm lúc nãy sẽ được chương trình nó nhận diện. Thì lúc này chúng ta thử import một cái video HD vào và đưa xuống timeline. Rõ ràng cái khung review của chúng ta đang ở độ phân giải Full HD,
Tuy nhiên chúng ta lại import một cái video HD vào thì chúng ta thấy được rằng là có sự khác biệt, là chúng ta đã bị sai số về độ phân giải rồi. Tại vì mục đích nhu cầu của chúng ta là làm những video với độ phân giải Full HD chất lượng cao, còn cái video nguồn của chúng ta chỉ có là HD thôi, nó không có được nét. Vì vậy thì chúng ta chọn cái lệnh đó là Keep to Fit, và nó giúp cho quý anh chị và các bạn nhận diện được rằng, thấy bằng mắt thường rằng là cái video của mình nó bị sai độ phân giải rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉnh về Full HD bằng Keep to Fit, tại vì cái khung review của mình nó đã mặc định rằng là phải import Full HD. Thì khi mà những cái video nguồn nó bị sai số thì nó sẽ bị chỗ này bị đen, chỗ kia bị đen, thì chúng ta biết rằng video của chúng ta bị sai rồi, thì ngay lập tức Keep to Fit để video của quý anh chị và các bạn trở về cái độ phân giải Full HD. Sau đó thì chúng ta mới tiến hành, chúng ta ngồi chúng ta cắt video, thêm hiệu ứng, rồi làm tiêu đề, biểu ngữ, intro. Sau đó thì chúng ta chọn share và chọn độ phân giải Full HD, sau đó render và upload lên YouTube. Thì lúc này đảm bảo với bạn rằng YouTube nó sẽ nhận diện rằng là cái video này là Full HD đây, thì để quy chuẩn cho cái video này nè. Thì lúc đó video của bạn, người xem trên kênh YouTube sẽ được chọn cái độ phân giải Full HD. Độ phân giải xem video rất là nét trên YouTube. Hiện nay độ phân giải của YouTube hỗ trợ lên đến 8K và 16K rồi, nên cho bạn nào chưa cập nhật thông tin. Còn chúng ta thì cứ Full HD là chúng ta đủ để chia sẻ những video lên YouTube được rồi, chúng ta chưa cần phải 4K và 8K đâu. Nhiều bạn up video lên mà độ phân giải chỉ có HD thôi, tức là 720 hoặc là 480, hỏi sao video bị mờ, sao YouTube nó hiển thị kỳ vậy, người ta hiển thị đầy đủ từ Full HD mà sao video của mình nó bị vậy. Thì lý do là cái khung review của bạn nó đang bị sai số, thì các bạn vào một preference để chỉnh lại những cái bước mà mình đã hướng dẫn lúc nãy, như vậy là xong thôi. Rồi, video này khá là quan trọng nha các bạn, tại vì mấy cái độ phân giải này, nếu mà các bạn làm việc với video thì cái điều quan trọng là chúng ta phải tinh chỉnh lại cái độ phân giải nó chuẩn, thì như vậy chất lượng video nó mới tốt và người xem sẽ được những cái thước phim chất lượng nhất. Rồi, nếu mà bạn muốn xem những video chia sẻ từ mình thì có thể nhấn vào nút đăng ký trên kênh YouTube để có thể nhận được những video chia sẻ mới nhất từ mình. Mến chào và hẹn gặp lại.